Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với podcast DeFi Discussion. Đây lại là một buổi thứ hai đầu tuần nữa mà bọn mình lại có cơ hội để ngồi xuống nói chuyện cũng như là chia sẻ về những cái câu chuyện xoay quanh thị trường DeFi. Và mình nghĩ là khi mà cái podcast này lên sóng thì chắc đâu đó thị trường nó vẫn còn đang trong một cái màu nó khá là ảm đạm. Thì mình hy vọng là cái topic mà bọn mình chia sẻ trong tập tuần này thì đâu đó nó cũng có cái sự đồng cảm với các bạn đang nghe DeFi Discussion ha. Rồi thì trước khi đi vào cái cuộc trò chuyện hôm nay thì chắc là chúng ta sẽ để cho vị khách mời của DeFi Discussion tuần này gửi lời chào đến các bạn đang nghe. Cảm ơn Nguyên. Xin chào mọi người. Mình là Poseidon. Thì lại là một cái tuần mới và cũng rất là vui là khi lại được gặp mọi người trong cái series DeFi Discussion này. Thì như Nguyên nói thì thị trường thời gian qua nó cũng khá là buồn tẻ và đôi lúc là mình nghĩ nó cũng khá là đau đớn. Dùng từ đau đớn thì hôm nay chúng ta sẽ ngồi để tìm cho chúng ta một chút cái gọi là để cùng nhau chia sẻ một chút cái những cái gọi là những cái điều mà chúng ta có thể làm để mà vượt qua những giai đoạn như thế này. Ok, vậy thì chắc là hôm nay bọn mình sẽ tạm gọi cái topic của tuần này là làm gì khi thị trường nó đang khá là ảm đạm và chúng ta sẽ đọc gì và nghiên cứu gì cũng như là đưa ra những quyết định gì trong cái giai đoạn này. Rồi thì thôi thì cái phần đầu này thì chúng ta sẽ nói một vài cái câu chuyện nó mang tính thời sự trước đi ha. Thì Poseidon có thấy rằng là dạo thời gian gần đây thì nó có những cái tin tức nào mà đáng chú ý mà nó mang tính tác động lớn không? Tức là nó mang cái ảnh hưởng lớn đến cái thị trường, cái bối cảnh chung của thị trường. Thì anh Poseidon có thể chia sẻ một vài cái thông tin mà mình tìm hiểu được thời gian gần đây. Rồi thì thông tin thì nói chung là khá là nhiều, nhưng mà theo mình thì nó ảnh hưởng đến thị trường thì nó chỉ có một số cái thông tin chính được. Thứ nhất là về cái thị trường tài chính truyền thống ấy, thì những cái động thái liên quan đến Fed, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, liên quan đến cái tình hình lạm phát và cái bất ổn xung quanh cái tình hình chiến tranh Nga và Ukraine thì nó khá là ảnh hưởng nhiều đến thị trường tài chính nói chung luôn, và từ đó nó tác động trực tiếp đến thị trường crypto. Thì mọi người có thể thấy rằng là dòng tiền gần như là nó rút về cái giai đoạn gọi là phòng thủ ấy. Tức là người ta sẽ cash out ra những cái đồng mà như là USD để mà người ta phòng thủ trong cái giai đoạn mà thị trường nó, mình có thể nói là rất là nhạy cảm, tức là cực kỳ khó đoán, bởi vì khi mà kinh tế chính trị, mà chúng ta hay nói chính trị và kinh tế nó đi liền với nhau và nó có một cái mối quan hệ gần như là không thể tách rời được, thì khi mà cái tình hình chính trị trên thế giới nó đang mang tính cực kỳ không ổn định như vậy thì nó kéo theo cái sự ảnh hưởng lớn đến cái kinh tế và nhất là cái lạm phát ở Mỹ nữa. Thì đó là cái thị trường truyền thống. Còn đối với crypto thì thời gian qua thì mình nói chung là vẫn có khá là nhiều tin tức, tuy nhiên là cái gọi là nổi bật nhất thì chắc là cái Ethereum 2.0 với cái việc là testnet the merge của Ethereum nó thành công, và kéo theo đó là cái sự thứ nhất là người ta kỳ vọng vào Ethereum, và cái thứ hai là người ta kỳ vọng vào cái layer 2. Ví dụ như là trước đây thì có cái sự bùng nổ của Optimize, và cái thời gian tới thì người ta lại tập trung vào cái việc là những cái retroactive của các cái layer 2 mà chưa có token và các cái dự án ở trên đó. Thì theo mình là chỉ có hai cái như vậy là nó khá nổi bật thôi. Thì đối với The Merge thì mình thấy là thị trường hơi kỳ vọng quá nhiều vào nó. Còn cá nhân mình thấy rằng cái này đồng ý là một cái cú hích, nhưng mà cái cú hích này nó chỉ có giá trị đối với Ethereum thôi, và thực tế là mình cũng không dự đoán được cái tác động toàn cục đến các cái tổ chức, ví dụ như là các tổ chức đạo, những cái tổ chức mà kinh doanh liên quan đến máy đạo Proof of Work ấy, rồi những cái đồng liên quan ví dụ là Ethereum Classic, ETC chẳng hạn, những cái layer 2 thì nó là một cái bức tranh toàn cảnh rất khó là chúng ta dự đoán là xem là cái nào sẽ được hưởng lợi, cái nào sẽ không. Thì cho nên mình nghĩ là cá nhân mình thì mình chỉ
thế nó tích cực với Ethereum thôi, còn lại chúng ta yêu cầu nó là có một cái cú hit lên toàn thị trường thì nó khá là khó, bởi vì một cái án thì không làm nên một sân được, và chúng ta vẫn như mình đã nói, chúng ta vẫn phải phụ thuộc vào cái tình hình chính trị và kinh tế mà chung nữa, chứ không thể nào chỉ riêng một hai dự án mà nó có thể làm cho thị trường bùng nổ trở lại được. Tức là cái ảnh hưởng của Ethereum thời gian gần đây thì đúng là nó cũng có ảnh hưởng thật, nhưng mà cái bức tranh chung thì nó vẫn khá là xấu. Rồi, chắc là mình sẽ bổ sung một vài cái thông tin mà mình cũng có thu thập thời gian gần đây. Thì cái này nó cũng đâu đó liên quan đến cái mảng pháp lý một xíu. Tuy nhiên là trong cái phạm vi của podcast DeFi Discussion thì chắc là bọn mình sẽ không đào sâu đến cái câu chuyện là chính trị hay là pháp lý hay là quản lý như thế nào. Tại vì rõ ràng là chúng ta không đủ thông tin, cũng như là chúng ta không đủ cái phạm vi để ảnh hưởng đến cái quyết định đó. Thì rào trước như vậy thôi. Đó, thì cái thông tin mà mình muốn chia sẻ đó là những cái lệnh ban bố coi như là phong sát của OFAC, đó là một cái cơ quan quản lý các cái tài sản của Mỹ. Thì OFAC thì họ đã có những cái động thái đầu tiên, tức là họ liệt kê một vài cái ví nó có tương tác với Tornado Cash, và họ xem đây là những cái hoạt động mà liên quan đến quá trình rửa tiền của các cái tổ chức tội phạm cũng như là hacker. Thì với mình á, mình xưa giờ thì nếu mà anh em nghe DeFi Discussion thì sẽ ít thấy bọn mình bàn về những cái chủ đề mà nó mang cái phạm vi rộng như thế. Tuy nhiên là với cái sự việc lần này thì nó không chỉ ảnh hưởng ở các cái ứng dụng ở trong hệ sinh thái DeFi, tức là chúng ta thấy là rất nhiều các cái ứng dụng họ có một cái rào chắn ở trên cái khâu tương tác với người dùng, tức là họ chặn các cái ví liên quan đến Tornado Cash ở trên cái phạm vi interface. Cái này thì nó cũng ảnh hưởng xấu, nhưng mà với mình thì những cái ảnh hưởng sâu hơn đó là những cái ảnh hưởng liên quan đến cái tầng xác thực phía dưới của một cái blockchain nó gần như là top đầu của thị trường là Ethereum. Thì chưa biết, hiện tại chưa biết như thế nào, nhưng mà OFAC thì họ gần như là họ đang có những cái động thái khá là quyết liệt. Giới chức Hà Lan thì họ cũng có vừa gia tăng cái thời gian bắt giữ cái developer, cái lập trình viên của Tornado Cash rồi. Thì những cái thông tin này thì về mặt pháp lý thì vì vẫn chưa đủ thông tin, nhưng mà nó vẫn đâu đó nó phủ lên một cái tâm lý khá là bi quan. Nó như mình nói hồi nãy thì nếu như mà nó kiểm duyệt ở trên cái lớp của DApp thì không sao, nhưng mà những cái ứng dụng như là Lido, những cái ứng dụng mà nó quản lý cái quá trình staking ở phía dưới mà nó bị giới chức can thiệp vào, thì cái này nó đúng nghĩa là một cái thông tin nó vô cùng tiêu cực luôn. Thì nói như vậy thôi, tức là để mình gọi là mình theo dõi những cái diễn biến trong thời gian tới, để gần như là chúng ta có một vài cái thông tin để chúng ta theo dõi, những cái đầu mục để chúng ta theo dõi trong thời gian tới, và có những cái phân tích, những cái quyết định nó hợp lý hơn cho mình. Rồi thì một cái phần vào đầu nó cũng khá là nghiêm trọng, và nó rất là nhiều cái thông tin nó tiêu cực. Như là bây giờ thì thị trường nó cũng đã đâm và nó cũng bắt đầu nó đi ngang rồi. Thì ok, cái câu hỏi tiếp theo dành cho anh Poseidon đó là trong cái giai đoạn mà thị trường nó đùm như thế này, nó cũng khá là ít cái hoạt động, thì anh Poseidon có thể chia sẻ là anh Poseidon theo dõi những cái nội dung nào cũng như là những cái content nào trong cái thời buổi mà thông tin nó khan hiếm như thế này không? Thì đối với mình thì mình vẫn là như cũ thôi, tức là mình trước này sau giờ cũng vậy, tức là cũng theo dõi trên website thì Coin68, Coin98 hay là the blog của là website của nước ngoài. Rồi trên Twitter thì vẫn là các cái follow các cái dự án mà mình đang quan tâm, ví dụ như là các cái thằng nền tảng là Ethereum, Solana, Avalanche các thứ, hoặc một số cái layer 2 và một số cái dự án low cap nữa, cũng như là các cái KOL để mình cập nhật được tin tức một cách sớm nhất. Và dĩ nhiên là một cái kênh nữa là TD Brand, ví dụ như là cũng là TD Brand của các cái trang web luôn, ví dụ như Coin68 các thứ, tại vì mình có thói quen mình hay lướt TD mà, thì mình sẽ update cái thông tin trong rệt, hoặc là một số cái TD cập nhật thông tin, ví dụ như là nhà cái trang The Daily F, Raven. Còn về chuyên sâu hơn thì Mastery hay là một số cái trang chuyên report khác. Tức là thói quen đầu của mình trong mình thấy trong thị trường uptrend hay downtrend thì nó hoàn toàn nó cũng vẫn là như vậy, tức là
trước giờ mình đang theo dõi cái gì thì mình tiếp tục theo dõi cái đó, nó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, tại vì chắc là bởi vì mình cũng chấp nhận chứ, kiểu như mọi người biết thì chúng ta phải chấp nhận cái thị trường nó có cái thời điểm tăng và có những cái thời điểm mà nó suy giảm kéo dài như vậy, thậm chí là đi ngang trong một vài tháng hay là cả năm là chuyện chúng ta phải học cách chấp nhận thôi. Cho nên là chúng ta không thể nào mà chúng ta đòi hỏi là thị trường nó phải theo ý mình được. Tuy nhiên ai cũng mong muốn là thị trường nó uptrend để chúng ta dễ kiếm tiền hơn các thứ, nhưng mà đầu tư mà đôi lúc chúng ta phải học cách chấp nhận và chúng ta kiên nhẫn trong những cái giai đoạn như thế này thì chúng ta vẫn cứ follow bình thường. Đối với mình là vậy, nó chỉ có khác nhau ở một chỗ, đó là trong cái thời điểm mà nó uptrend thì có những lúc mà mình cảm thấy là mình không theo kịp thị trường, tức là bởi vì một ngày nó có thể là xuất hiện vài dự án mới mà cần phải đọc, hoặc là 20-30 cái tin update của các dự án cũ, thì đúng là lúc đó mình cảm thấy nó hơi ngợp và cái kiểu cảm giác mà nhìn đâu cũng thấy cơ hội các thứ ấy, thì nó rất là nó dĩ nhiên là nó kiếm được tiền, nhưng mà nó cũng đồng thời nó mệt mỏi, nó khá là mệt. Thì trong cái thời điểm mà thị trường nó đi xuống như thế này thì dĩ nhiên rồi, thông tin nó ít hơn, thông tin giá trị nó còn ít hơn nữa đó, tại vì không phải thông tin nào chúng ta cũng có thể khai thác được, thì mình nói là những cái thông tin không giá trị, nhưng mà thông tin giá trị nó cực kỳ ít, và cho nên là cái cảm giác mà chúng ta bị ngợp hay là bị nó không theo kịp nó không còn nữa, nó thư thả hơn nhiều, và thậm chí là bây giờ đôi lúc nó hơi chán, tại vì có thể 2-3 ngày nó không có một cái tin nào có giá trị cả, và thậm chí là không biết đọc cái gì đó. Thì nó chỉ khác nhau như vậy thôi, tức là khác nhau cái cường độ đọc và cái cảm giác thôi, chứ còn là những cái mà mình đọc nó vẫn là như vậy, nó không có khác gì. Ok, đôi phần chia sẻ với anh President, tức là cái tâm lý thì nó sẽ không được hưng phấn như cái lúc mà thị trường nó uptrend, nhưng mà cái lý trí thì mình sẽ vẫn phải tiếp tục, mình gọi như là mình update hàng ngày, mình nạp thông tin hàng ngày, tại vì đôi khi có những thứ mà chúng ta đọc ở trong downtrend như thế này nè, nó chỉ là một vài cái gạch đầu dòng thôi, một vài cái điểm gọi là điểm trigger, điểm bùng phát thôi, nhưng mà khi mà uptrend nó tới á, với những cái thông tin mà chúng ta đã thu thập ở thời điểm mà thị trường nó đi xuống á, thì khi mà uptrend thì chỉ cần một cái thông tin gì đó mà nó chồng lên cái lớp dữ liệu mà chúng ta đã thu thập thì nó lại tạo ra được những cái insight nó hoàn toàn khác biệt. Trong cái giai đoạn này thì là một cái giai đoạn mà rất là hay, không chỉ tích lũy về mặt gọi là kiến thức mà chúng ta tích lũy về gọi như là những cái đồng coin mà nó có tiềm năng trong dài hạn thì chúng ta cứ thoải mái tích lũy thời gian downtrend hiện tại thôi. Nãy thì anh Vincent có chia sẻ một vài cái content cũng như là một vài cái kênh, thì chắc là mình cũng sẽ muốn chia sẻ một vài cái thứ mà mình cũng đang theo dõi hàng ngày. Thì mình theo dõi một vài cái kênh liên quan đến cái hội DeGen nhiều hơn, tức là anh em nào mà có ngoại ngữ hoặc là cũng skin in the game, tức là đào sâu vào trong cái thị trường này thì có thể theo dõi một vài cái kênh, ví dụ như là Lobster DAO. Ở đây thì họ bàn những cái câu chuyện nó rất là up to date, tức là nó cực kỳ nhanh luôn và nó cực kỳ chuyên sâu, nhưng mà đổi lại mặt trái thì nó sẽ cần rất là nhiều cái kiến thức nền tảng và cái khả năng tự research của mỗi người đó. Thì anh em có thể vào cái Lobster DAO này và đọc theo dõi thông tin. Một vài cái kênh Telegram mình thấy cũng khá là hay, ví dụ như là The Daily App thì chắc là nhiều anh em cũng đã quen rồi, hoặc là DeFi Llama thì họ cũng có một cái kênh tổng hợp cái tin tức mỗi ngày đó, thì vô đọc những cái đầu mục họ liệt kê ra thôi. Thì với mình những cái đầu mục này nó hiệu quả hơn rất nhiều so với việc là bạn đọc một cái bài phân tích nó quá dài, tức là những cái bài phân tích dài á, thì có thể là bạn sẽ có thể là khi mà bạn bắt được một cái narrative nào đó, một cái chủ đề, một cái trend nào đó bạn thấy hấp dẫn thì ok, bạn đọc vào những cái bài chuyên sâu thì nó sẽ phù hợp hơn rất nhiều. Tuy nhiên là trong một cái quy trình đó, thì mình nghĩ là những cái đầu mục như thế này nó khá là hiệu quả. Những cái short summary á, tức là những cái tổng hợp ngắn như thế này thì nó rất là hiệu quả, vì nó giữ cho cái đầu óc của mình luôn theo cái nhịp game. Sau đó thì ví dụ như mình cảm thấy là một cái topic nào đó nó hấp dẫn thì mình có thể đào sâu và mình đọc những cái bài long post, ví dụ như anh Poseidon có chia sẻ đó, là trên rất là nhiều cái kênh đó, ví dụ như là trên coi số 8 của bọn mình thì có những cái bài bằng tiếng Việt nè, hoặc là các bạn có thể lên một vài cái kênh như là Mastery the Block thì nó sẽ đào sâu vào những cái topic kiểu như vậy. Bây giờ thì mình sẽ nói về cái khả năng cân bằng cuộc sống khi mà tham gia vào cái thị trường này.
Tại vì uptrend thì chắc là mọi người dành cả ngày để nghiên cứu dự án rồi. Downtrend thì cũng sẽ phải dành thời gian research các thứ, mà nó còn gọi là bị cái gánh nặng về mặt tâm lý nữa. Đôi khi nó cũng chịu một vài cái mặt tâm lý sau sau khi một cái nhịp sóng nó khá là cao như vậy, thì đôi khi chúng ta có thể bị hận. Vậy thì cái khả năng cân bằng trong cái công việc cũng như là những cái quá trình mình research thì nó sẽ được thực hiện như thế nào từ góc nhìn của anh Poseidon? Tức là mình làm sao để mình cân bằng giữa cái việc là theo dõi thị trường và cũng như là những cái công việc hàng ngày? Thì đề câu hỏi khá là hay á. Tại vì hồi xưa nói thật với tâm sự thật với Nguyên và mọi người thì có cái thời điểm mà có giai đoạn up trước up trend này, và có những cái thời điểm mà mình hay bị gia đình khá là than phiền, gia đình và bạn bè, là bởi vì mình không đi đâu, không gặp ai cả và suốt ngày cắm mặt vào máy tính để mà làm việc. Thì dĩ nhiên là cái đó là cái lúc mà mình gọi là mất cân bằng, mình không cân bằng được công việc với cuộc sống. Tại vì như mọi người biết thì chắc đa phần ở đây anh em trừ một số người gọi là làm chuyên cái lĩnh vực này, thì đa phần anh em nhà đầu tư nhỏ lẻ thì thường là sẽ đến với cái thị trường này với gọi cái tâm lý là cái nghề thứ hai kiếm thêm ấy. Thì chúng ta sẽ có thêm một cái công việc chính đó. Ngoài ra chúng ta có gia đình, bạn bè, người thân các thứ, thì thời gian, quỹ thời gian của chúng ta là như nhau mà, 24, mỗi người đều có một ngày 24 tiếng cả, và chúng ta phải chấp nhận thôi. Cái đó là như mình hay nói là phải chấp nhận thôi. Tức là dĩ nhiên nếu mà chúng ta tìm được cái nó cân bằng hợp lý thì nó là điều tốt nhất. Tuy nhiên thì đôi lúc là anh em phải chấp nhận, ví dụ như là dậy sớm hơn chút, hoặc là đôi lúc mình thức khuya hơn chút để mà mình làm những cái công việc mà mình cảm thấy là cần thiết. Tìm được cái điểm cân bằng nó khá là khó chứ không phải là dễ đâu. Và chúng ta phải đặt lên bàn cân, bởi vì gia đình, bạn bè, người thân thì đó cũng là những cái điều nó cực kỳ quan trọng với mình trong cuộc sống, chứ không phải duy nhất cái chuyện là chúng ta tìm kiếm cơ hội đầu tư và chúng ta kiếm tiền. Thì cái đó là mình cũng chia sẻ thật lòng luôn, bởi vì mình đã trải qua cái giai đoạn đó. Tức là kiểu như khi mà chúng ta mất đi chúng ta mới thấy hối hận ấy. Mình biết là mỗi người sẽ có một cái kết khác nhau, nhưng mà chúng ta sẽ phải cố gắng cân bằng thôi. Tức là dường như chúng ta cứ dành thời gian cho gia đình, bạn bè đi, và có thể là chúng ta xen lẫn trong những cái khung thời gian chúng ta nghỉ ấy. Tức là thay vì chúng ta lướt Facebook thì chúng ta có thể lướt Coi số 8, thay vì chúng ta lướt TikTok thì chúng ta có thể lướt Telegram. Thì chúng ta giảm bớt một chút cái thời gian giải trí lại, bởi vì thực ra thì cá nhân mình ấy, nếu mà anh em không phải là đầu tư, không phải là cái người mà là chuyên nghiệp trong thị trường crypto, thì cái hàng ngày chúng ta chỉ cần cập nhật tin tức là chính thôi, đúng không? Cập nhật tin tức để chúng ta gọi là chúng ta đừng có cái cảm giác là chúng ta không theo kịp thị trường thôi. Tức là mỗi ngày chúng ta có thể dành 30 phút đến 1 tiếng thôi. Chúng ta chia ra làm buổi sáng và buổi trưa chúng ta nghỉ trưa chúng ta đọc chút, và buổi tối chúng ta đọc thêm chút để chúng ta cập nhật theo được những cái biến động thị trường và xem những cái thông tin nào chúng ta đáng chú ý. Và bởi vì như mình nói, thông tin nó có hai loại, giá trị và không giá trị. Thì đối với những cái thông tin không giá trị ấy, thì chúng ta có thể bỏ qua. Còn nếu với những cái thông tin mà nó giá trị, nó chúng ta thấy được những cái insight trong đó, nó ý nghĩa với mình, có thể có tìm được những cái cơ hội trong đó, thì chúng ta mới cần nốt lại, chúng ta đào sâu hơn. Thì chúng ta loại bỏ như vậy thì nó sẽ tiết kiệm thời gian hơn, và nó sẽ giúp cho anh em xử lý cái thông tin hiệu quả hơn đó. Thì như vậy thôi, nó chỉ có tốn thời gian như vậy thôi à. Chứ còn đối với anh em mà người ta làm việc chuyên đó, thì người ta sẽ phải bỏ thời gian nhiều hơn là điều đương nhiên đó. Thì với lại là cũng chia sẻ thêm một cái nữa là anh em nên tập trung vào một hoặc hai cái ngách trong thị trường thôi, chứ đừng lan man quá. Tại vì thị trường hiện đại nó không giống như ngày xưa là chỉ có mua và bán coin mới kiếm được tiền nữa. Bây giờ nó có rất là nhiều, từ cái việc đơn giản nhất là mua và bán, mua cao bán thấp, bán cao và mua lại thấp ấy, thì chúng ta kiếm tiền trên lịch, thì cái đó là hiển nhiên nhất. Ngoài ra thì còn đầu tư NFT, đúng không, cũng là một ngách mà rất là nhiều người đổi đời từ cái nghề này. Tạo ra NFT bán cũng được luôn, đối với những cái bạn mà người ta gọi là có năng khiếu vẽ trên hội họa, hoặc là trừu tượng sáng tạo chút ấy, hoặc là những cái bạn mà gọi là KOL ấy, làm những cái social về crypto, ví dụ như là tạo ra cộng đồng Telegram, cộng đồng trên TikTok, cũng là một cái cách để chúng ta có thể kiếm được tiền thông qua cái việc gọi là kết hợp với những cái dự án hay quảng cáo. Thì đó cũng là một cách đối với những cái bạn mà gọi là ăn nói tốt, có ngoại hình tốt này, ngoại hình sáng này, và giao tiếp tốt này đó. Và vô hạn cái nghề khác nữa, ví dụ như là
làm việc cho những cái trong công ty crypto, ví dụ như Coinbase với 98 chẳng hạn, thì đó các bạn có thể apply vào để mà trở thành nhân viên, để mà cùng kiếm tiền, được trả lương hàng tháng và vân vân đó, thì có rất là nhiều cách chứ không phải như ngày xưa nữa. Cho nên là anh em có thể từ cái dựa trên cái thế mạnh của mình để mà tập trung, chúng ta tập trung vào một hai ngách thì nó sẽ đỡ tốn thời gian và mình tin chắc là cái hiệu quả nó sẽ tốt hơn. Chứ chúng ta, tại vì thị trường nó thông tin nó quá nhiều, khiến cho nhiều người người ta cứ thấy làm cái này kiếm được tiền nhiều quá, làm cái kia kiếm được lợi nhuận khủng quá, thì chúng ta cứ gọi là đéo cày giữa đường thì nó sẽ không đâu vào đâu cả. Thì đó thì thêm một chia sẻ thêm của mình thôi. Thật ra hồi nãy anh Poseidon chia sẻ một ý mà mình thấy cũng khá là hay, tức là cái thị trường này nó tạo ra rất là nhiều cái cơ hội và nó cho phép bạn làm những cái công việc mà bạn đang gọi như là bạn coi nó như là một cái trò chơi, một cái thứ bạn rất là enjoy đó, nhưng mà đối với người khác thì người ta lại coi nó là một cái công việc, thì cái thị trường này nó tạo ra những cái thứ như vậy, ví dụ như là làm những cái content này hoặc là những cái research này, rồi đào sâu và đi chơi những cái game, rồi thậm chí là các bạn có thể đi chạy bộ đồ các thứ thì nó vẫn ra tiền, đúng không? Đúng rồi, đó, thì cái thị trường này nó rất là nhiều cái cơ hội. Đúng rồi, play to earn được các thứ. Đó thì mình bỏ qua cái câu chuyện là cái mô hình nó có bền vững hay không nha, mình khoan nói về cái câu chuyện đó, tại vì nó rất là nhiều cái yếu tố tranh cãi, nhưng mà gọi là bức tranh tổng quan đi thì cái thị trường này nó vẫn đang còn rất là nhiều cái cơ hội, và mình hay nói là có nhiều cái cách để mình vừa chơi, đối với mình là chơi, ví dụ như là mình ngồi mình đọc tin tức thì mình cảm thấy rất là enjoy với cái việc đó, mình nghiên cứu về một dự án thì mình cảm thấy rất là enjoy với việc đó, thì đối với người khác thì nó là một cái công việc mà người ta sẵn sàng pay bạn, người ta ok, tôi nhận thấy được cái giá trị từ bạn và cái này là một cái phần gọi là giá trị tôi trao cho gửi lại, thì đó là những cái cơ hội mà chỉ có crypto, chỉ có web 3, chỉ trong cái giai đoạn mà internet nó bùng nổ thì chúng ta mới có được những cái cơ hội như vậy thôi. Rồi thì bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái câu chuyện là bây giờ thì thị trường nó cũng khá là nhiều phút, nói gì nói thì thị trường nó cũng khá là nhiều thông tin tiêu cực. Vậy thì với cái gọi như là với cái kinh nghiệm mà cũng đã gọi là ăn dầm đầm dề với thị trường cũng một thời gian cũng lâu rồi, thì anh Poseidon có cái cách nào để tiêu hóa những cái thông tin tiêu cực này không? Mình tạm gọi là cái từ tiêu hóa, để mình tiêu hóa ở đây có thể hiểu như là mình không hẳn là mình sẽ tin, nhưng mình cũng không hẳn là mình sẽ không tin, tức là mình sẽ có những cái phân tích để ra được những cái thông tin hữu ích từ cái phút đó. Đó thì có cách nào mà anh Poseidon có thể chia sẻ với các bạn đang nghe DeFi Discussion được không? Thì những cái phút thì chắc chắn là những cái thông tin nó khá là tiêu cực và nó sẽ đứng thẳng vào tâm lý. Tức là kiểu như chúng ta nhìn tài khoản nó đã bốc hơi một số tiền lớn rồi, nhìn nến thì đỏ le đỏ lét, rồi cây nào cây nấy nhảy ngoằng, nhưng mà thay vì màu xanh thì là màu đỏ thôi, thì chúng ta cái tâm lý chúng ta đã hoảng sợ rồi, đã khó chịu rồi, mất tiền mà, đúng không ạ? Khi mà chúng ta mất tiền thì không ai vui hết á, nó đã stress các thứ rồi, và chúng ta đang tìm cách để mà chúng ta gỡ vốn rồi gỡ tiền các thứ rồi, mà còn gặp những cái trường hợp như vậy thì chắc chắn nó rất là mệt mỏi và có thể nó tác động tiêu cực đến tâm lý, khiến chúng ta kiểu như chúng ta muốn buông xuôi, đúng không ạ? Kiểu như thôi kiếm cái khác, tôi đóng máy kết máy rồi rời bỏ thị trường, kiếm cái khác mà làm thôi. Thì thực ra cái đó nó rất là nhiều, tại vì đa phần kể cả mình cũng vậy, mình ngày xưa mình đến với thị trường cũng cái tâm lý nó cũng là một cái tay ngang thôi, cũng không đào tạo gì về kinh tế hay về crypto, cũng không biết code, không biết làm dự án gì hết, thì cũng đã có những trải qua cái đoạn mà 2017-2018 nó y chang như vậy, cũng rất là chán nản và mệt mỏi, nghĩ rằng mọi thứ nó chỉ là một cái trò chơi và một cái bong bóng, và mình cũng rời bỏ thị trường khoảng nửa năm mình mới quay lại, thì cái tâm lý đó rất dễ hiểu thôi, tại vì khi mà cứ mở cái thông tin lên là một cái tin tiêu cực, cứ mở lên một tin tiêu cực, cứ mở tài khoản lên là nó giảm, cứ mở lên là giảm, thì riết thì nó hình là vô cảm và vậy chúng ta không còn tí hy vọng nào luôn. Thì tin tức là vậy, thì mọi người phải, để mà chúng ta có thể sẵn sàng chấp nhận được cái giai đoạn này thì chúng ta phải hiểu câu chuyện thứ nhất là đừng đặt quá nhiều vào cái thị trường này, tức là đừng đặt quá nhiều cái tài sản và cái sức lực của bạn
Onyx. Đó, tại vì thị trường không ai nói trước được nó sẽ giảm về đâu hết. Thì để chúng ta tránh mệt mỏi nhất đó, và tránh stress nhất đó, thì chúng ta nên quản lý vốn và quản lý rủi ro một cách hiệu quả. Thì cái này rất là nhiều người nói rồi và bạn có thể tìm được cái thông tin về quản lý vốn và rủi ro ở bất kỳ đâu. À, trong một cái khóa học hay là một cái buổi nói về tài chính thì người ta đều nhắc đến cái này, và cái này cực kỳ quan trọng. À, thì đó là cái điều đầu tiên. À, tức là nếu mà bây giờ bạn thấy là bạn đang mệt mỏi quá và bạn đang stress quá vì thị trường giảm, thì hãy nhìn lại cái câu chuyện đầu tiên đó là chúng ta quản lý vốn như thế nào và chúng ta có nên cắt bớt một phần đã không, hoặc là chốt lỗ bớt một phần để chúng ta sẽ thoải mái hơn và chúng ta sẵn sàng giữ một cái phần đó tiếp, vân vân. Đó, thì cái đó là tùy quan điểm của mỗi người ha, nhưng mà mình khuyên cái đó đầu tiên. Cái thứ hai là khi mà một cái tiếp nhận một cái tin tức tiêu cực đó, thì bạn phải hiểu là cái giá trị của tin tức đó nó như thế nào. Mình nói ví dụ có những cái tin chúng ta nói về lạm phát, cái tên không phải là 2022 chúng ta mới nói về lạm phát đúng không? Và chúng ta nói về lạm phát từ 2021, từ cái thời điểm mà Mỹ nó tung ra những cái gói nới lỏng định lượng và in tiền hàng loạt, nhất là trong thời điểm mà dịch bệnh Covid nó bùng phát ấy, thì chúng ta nói về lạm phát rất là bình thường. Nhưng mà tại sao lúc đó chúng ta nói về lạm phát nhưng mà Bitcoin người ta lại nói là lạm phát là chứng tỏ là đồng USD nó không còn giá trị và người ta cần những cái thứ tiền tệ như Bitcoin, như Ethereum và các cái thứ tiền mà nó có thể gọi là nó có giới hạn, nó không bị một cách vô kiểm soát như Bitcoin. Đó, thì lúc đó Bitcoin bật tăng. Còn bây giờ chúng ta cũng nói về câu chuyện lạm phát, chúng ta nói về câu chuyện lạm phát vẫn là lạm phát, nhưng mà cục dự trữ liên bang tăng lãi suất để cho dòng tiền ở các cái thị trường rủi ro như là cổ phiếu và crypto rút về. Đó, thì diễn giải thì người ta có nhiều cách để diễn giải cái tin tức đó. Đó, có thể là cùng một cái tin tức như vậy, cùng một cách nói về lạm phát, nhưng mà 2021 thì nó làm cho Bitcoin bùng nổ, 2022 thì nó làm cho Bitcoin sụp đổ. Cho nên là cái tin tức là mọi người đừng có quá tin vào nó, tại vì có những lúc mà tin tức ra nó chỉ là thì nói ví dụ như câu chuyện là chúng ta biết là Fed sẽ tăng lãi suất đúng không? Người ta kỳ vọng là ví dụ như mình nói là 0.75% đi, nhưng mà cuối cùng ông Fed ông chỉ tăng 0.5% thôi, thì vẫn là tăng lãi suất, vẫn là một cái tin có thể là người ta nói là không tốt cho Bitcoin. Nhưng mà người ta lý luận là bởi vì chỉ tăng 0.5% trong khi kia người ta dự đoán là 0.75, tăng ít hơn cho nên nó tốt hơn, và vậy là Bitcoin bật tăng. Cho nên là cái tin tức nó buồn cười chỗ đó, và chúng ta xem tin tức nhưng mà chúng ta đừng có bị nó đến được, và đừng có quá tin tưởng vào nó, mà chúng ta phải tạo cho mình một cái hệ thống đầu tư hoặc là hệ thống giao dịch mà chúng ta cảm thấy là nó hiệu quả, có thể kết hợp tin tức có thể không, cái đó tùy cái mỗi người, phong cách của mỗi người đó, nhưng mà phải phân tích cái đó sao cho nó hợp lý nhất. Còn ví dụ như đó là chúng ta nói về cái first ở trên thị trường truyền thống, còn cái first trong thị trường crypto đi, có những cái first nó rất là nặng nề, nó khiến cho một cái dự án gọi là sụp đổ, như là nhắc lại một chút như là Luna, như là của các cái quỹ đầu tư ví dụ là 3AC, tại vì những cái tin tức đó nó ảnh hưởng trực tiếp đến bản chất, và chúng ta phải hiểu cái điều đó nha. Đó, tức là khi mà ra những cái tin như vậy là chúng ta phải hiểu là bản chất của dự án, bản chất của những cái quỹ đầu tư đó nó đã thay đổi hoàn toàn, từ một cái dự án tiềm năng hàng đầu, từ một cái quỹ đầu tư uy tín hàng đầu, nó trở thành một xin lỗi, có thể là mình nói nó hơi nặng chút, nhưng mà có thể nó trở thành một cái gọi là thảm họa, một cái dự án ma, hoặc là một cái quỹ đầu tư mà hoặc là có thể nói thẳng ra là lừa đảo, sử dụng vốn không có đúng như cam kết của người ta đi, lừa đảo, dùng từ lừa đảo, thì nó thay đổi hoàn toàn bản chất, và vì thay đổi hoàn toàn bản chất cho nên là chúng ta không còn gì để bàn cãi nữa. Nhưng mà có những cái first nó cũng có không, nó là tin xấu nhưng nó không thay đổi bản chất của một dự án, người ta vẫn ở đó, người ta vẫn làm, nhưng chúng ta phải chấp nhận câu chuyện là đã làm phải có sai hơn, và đã xây dựng thì phải có trắc trở hơn. Thì chúng ta cần phải phân tích được cái chuyện đó để chúng ta quyết định xem là cái tin này nó có ý nghĩa như thế nào với dự án ha, chứ đừng có cái nào cũng first rồi cái nào cũng các thứ, rồi chúng ta tự làm cho bản thân mình nó nặng đề, rồi cũng đi lên lại còn đi lên các cái cộng đồng rồi cùng nhau ở phê phán phê bình ở các thứ rồi, thì nó lại thành ra một cái tâm lý nó rất là tiêu cực, và khiến cho chúng ta có thể đưa ra những quyết định sai lầm. Và cái cuối cùng mình muốn nói là nếu như mà anh em cảm thấy là thị trường đã nó tệ quá, thì anh em hãy nhớ lại cái lúc mà ngày xưa Bitcoin nó lên 69.000 đó, thì thời điểm đó những ai đã từng ước gì Bitcoin giảm đến 40.000, 30.000, 20.000 để mua, đúng không? Chúng ta
chúng ta hiểu rằng là cái tin tức tiêu cực nó làm cho thị trường nó giảm, nhưng mà giảm đó chính là cơ hội của chúng ta. Nếu mà chúng ta tin rằng đây là những cái đồng có tiềm năng, đây là những cái dự án tốt và chúng ta mong muốn mua được cái giá thấp, hay mình nói giá chiết khấu mà, một đồng USD thì nó mãi mãi là một USD. Nhưng mà ví dụ như có một cái cơ hội nào đó để anh em mua một USD chỉ với 0.1 cent, 1 cent thôi thì chúng ta có mua, đúng không? Thì chúng ta phải hiểu câu chuyện đó, tức là tiêu cực thì nó tiêu cực thật, nhưng mà nó cũng góp phần được cho chúng ta mua được những cái dự án tốt với giá cực rẻ, thậm chí là siêu rẻ luôn đó. Nên ngày xưa Ethereum có 80 đô thôi, đó, cũng từ 1.400 về 80 đô và sau đó nó tăng lên đến hơn 4.000 đô. Thì đó là câu chuyện của thị trường, mà chúng ta không biết được bao giờ nó là đáy hoặc là nó là đỉnh đâu. Chúng ta rất khó, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta đang mua một cái dự án tốt. Mình nói ở đây mình phải nói rõ hơn trước là không phải mình cứ cổ vũ anh em là hold bất chấp, hold tối đa các thứ. Quan điểm của mình nó cũng không phải hoàn toàn là như vậy. Thì nhưng mà nó cũng chúng ta cũng phải có cái góc nhìn nó tích cực như vậy để mà chúng ta tiếp tục chúng ta bám lấy thị trường và chúng ta tìm được cái cơ hội. Mà tại vì sau mỗi cuộc khủng hoảng, sau mỗi cuộc suy thoái và khủng hoảng kinh tế thì thường nó sẽ bùng nổ mạnh mẽ hơn, tại vì đó là cái xu hướng chung của loài người, xu hướng chung của loài người đi lên và xu hướng chung của kinh tế nó cũng y chang như vậy. Và nếu như chúng ta tin rằng thị trường crypto là một cái thị trường tương lai thì chúng ta hãy nhìn những cái sự tiêu cực đó, để mà sự tiêu cực đó là hiện tại thôi, nhưng mà nó sẽ là cái tích cực trong tương lai. Rồi, anh Poseidon có chia sẻ một cái ý, mình không nhớ là trong tập nào, nhưng mà có một cái ý mà anh Poseidon chia sẻ rất là hay, đó là cái việc quản lý vốn nó vô cùng quan trọng. Và mình nghĩ là với cái tình hình biến động của thị trường hiện tại thì cái thứ mà mình nên quan tâm nhiều nhất thì chỉ có thể là cái portfolio, cái tỷ trọng trong danh mục của mình thôi. Suy cho cùng thì những cái lãi suất đi, những cái thay đổi về lãi suất đi, thì nó cũng chỉ là những cái, nó như kiểu là trọng lực đi. Còn những cái dự án tốt hoặc là những cái dự án xấu thì bản thân ở trong nội tại nó đã có những cái thành tố nó cố định như vậy rồi. Ví dụ như bạn có thay đổi trọng lực một xíu, bạn có thể lên những cái không gian nó trọng lực nó thấp lại thì bạn cái dự án nó sẽ bay lên bền. Nhưng mà ví dụ như giờ Fed nó tăng lãi suất đi thì cái trọng lực nó hút thì cái dự án bản thân nó vẫn là như vậy, bản thân nội tại nó vẫn là như vậy, nó vẫn có đội ngũ, nó vẫn có sản phẩm, nó vẫn build những cái tính năng như vậy. Nhưng mà vì cái lực hút đó thì nó có những cái biến đổi gọi như là đôi khi nó hơi mạnh một xíu, thì cái đoạn thị trường này nó là một cái đoạn như vậy. Tuy nhiên là nếu như chúng ta back về những cái thứ mà bản thân chúng ta có thể manage được, bản thân những cái thứ mà chúng ta có thể quản lý được, ví dụ như danh mục của mình, ví dụ như cái việc thông tin mình đưa vào nghiên cứu như thế nào, thì những cái thứ đó là những thứ mà mình có thể quản lý được, thì mình nghĩ là rồi thì cái chu kỳ nó cũng sẽ qua. Đó, giống như anh Poseidon cũng có chia sẻ hồi nãy, thì cái chu kỳ nó cũng sẽ quay lại thôi, back về những thứ mà mình có thể quản lý được và chờ đến khi nào mà cái chu kỳ nó quay lại. Thì mình nghĩ là cái tập chia sẻ tuần này thì nó cũng gọi như là nó cũng khá dài, và nó cũng đâu đó nó cũng ẩn trong đó một vài cái hopium, một vài cái thông tin nó lạc quan cho anh em. Và hy vọng là nó là một món ăn tinh thần tuyệt vời cho anh em vào thứ hai đầu tuần. Thì chắc là bọn mình sẽ khép lại tập podcast DeFi Discussion tuần này tại đây. Và anh Poseidon sẽ gửi lời chào đến các bạn đang nghe ha. Rồi, thì cảm ơn Nguyên. Mình xin nói thêm một chút thôi, vài câu thôi. Tức là nếu mà mọi người cảm thấy chán quá trong cái thời điểm như thế này nè, mọi người hãy thử làm một cái gì đó mà mình chưa có cơ hội á. Ví dụ như là học thêm cái gì đó có thể liên quan đến nghề của mình luôn. Ví dụ mình nói học thêm code về dự án, đúng không ạ? Học thêm về trade, học thêm về hoặc là thử làm một cái kênh YouTube chẳng hạn về crypto thôi. Thì chúng ta sẽ có thêm cái cảm hứng. Thì nói chung là đừng để thời gian nó bị trôi qua một cách lãng phí, tại vì như mình đã nói từ ở đầu thì một ngày chúng ta chỉ có 24 tiếng thôi, và chúng ta chỉ khác nhau là chúng ta sử dụng 24 tiếng đó như thế nào. Và như mình đã nói thì
làm gì thì làm, thì anh em hãy cố gắng ha, cân bằng thời gian dành cho gia đình, bạn bè, người thân và dành cho công việc, cũng như dành cho sức khỏe của bản thân nữa. Rồi luôn cố gắng mà giữ cái tinh thần tích cực ha, tại vì không chỉ riêng trong thị trường crypto này, nó có uptrend, downtrend, mà cuộc đời chúng ta nó cũng vậy. Lúc lên, sorry nói hơi thỉnh ngữ, tức lên voi xuống chó, nên em biết là lúc vui lúc buồn mà. Cho nên chúng ta cứ tích cực thì cái cuộc sống chúng ta nó sẽ tốt hơn thôi. Cái này chúng ta phải chấp nhận thôi, cuộc đời mà, đúng không ạ? Lúc nào nó cũng được như mình muốn. Rồi, ok, mình chia sẻ thêm vài dòng vậy thôi. Và hy vọng là anh em tiếp tục đồng hành cùng với Coin68 TV cũng như là Coin68 và Kairos Venture để mà chúng ta gặt hái được thêm những cái thành công trong quá trình đầu tư. Rồi, xin chào anh em và hẹn gặp lại trong những cái chương trình lần sau ha. Ok, cảm ơn anh em đã đồng hành cùng với bọn mình tuần này, và hẹn gặp lại anh em trong DeFi Discussion tuần tiếp theo.